Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mình cùng các bạn làm món đậu hũ tứ xuyên nổi tiếng nha. Cách làm không những đơn giản mà lại còn rất nhanh nữa. Chỉ cần bỏ ít công sức thôi là bạn sẽ có ngay địa đậu hũ sốt tứ xuyên nóng hổi, vị cay cay, thơm nồng đặc trưng cùng với màu đỏ bắt mắt, vô cùng kích thích vị giác. Nguyên liệu sử dụng có chút biến tấu để gần gũi hơn nhưng vẫn đảm bảo chuẩn vị hoa nha các bạn. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu mời các bạn xem qua liều lượng nguyên liệu và gia vị cần sử dụng ha. Bây giờ mình sẽ sơ chế các nguyên liệu. Đầu tiên mình băm 2 củ hành tím nè. Băm nhỏ như vậy nè các bạn. Tiếp theo thì mình đập dập tỏi và mình băm nhỏ nó ra luôn. Phần gừng này thì mình sắc ra thành sợi nhuyễn và các bạn có thể băm luôn cũng được ha. Hành tây thì mình sẽ dùng 1/4 củ thôi. Sắc nhỏ hạt lựu như vậy nè. Phần hành lá thì các bạn cũng cắt nhỏ nó ra luôn. Phần gốc hành và lá hành mình để riêng ra nha. Mấy trái ớt này thì các bạn có thể cắt khoanh hoặc băm nhỏ tùy thích. Mình sẽ cắt khoanh ra. Nếu mà các bạn sử dụng ớt sừng sẽ ít cay và cho màu đẹp hơn. Bây giờ đến đậu hũ nè. Mình cắt đậu hũ ra thành từng miếng vuông, cạnh khoảng 1/5 là vừa. Cắt đều nhau và kích thước nó vừa phải thì thành phẩm nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Món này mình phải sử dụng đậu hũ non mới ngon nha các bạn. Các bạn có thể mua đậu rời hoặc đậu trong hộp đều được. Đậu hũ non này rất mềm và dễ vỡ, nên các bạn làm cẩn thận, nhẹ tay thôi, để khi hoàn thành món ăn nó sẽ thẩm mỹ hơn nha các bạn. Phần nấm thì mình sử dụng nấm tươi. Mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình cắt nhỏ nó ra. Cỡ này là được nè các bạn. Nấm thì các bạn dùng nấm nào cũng được ha. Tiếp theo thì mình ướp phần thịt xay này nha. Cho 200g thịt xay vào tô, 2 muỗng cà phê hành tím và tỏi băm, cho 1 muỗng cà phê hạt nêm nè, 1/3 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê đường, trộn đều lên và mình để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị. Đặc trưng của món ăn này là tương bản của vùng Tứ Xuyên kết hợp với ớt bột hoặc ớt khô. Tuy nhiên để linh động các bạn có thể thay thế bằng các loại tương ớt khác và ớt bột khác cũng được. Hôm nay mình cũng biến tấu đi một chút. Mình sử dụng sốt tương ớt của Hàn Quốc này. Mình thấy loại này rất thơm, cho màu đẹp, vị cay vừa phải. Các bạn tìm mua ở các siêu thị Hàn Quốc sẽ có. Nếu các bạn ở nước ngoài thì mình tìm mua ở các chợ người Hàn hoặc chợ châu Á sẽ có nha. Mình bắt đầu pha sốt, gồm có là 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh rưỡi nước tương, 1 muỗng cà phê dầu mè. Và để tạo độ cay nồng đặc trưng cho món ăn, mình sẽ cho tương ớt Hàn Quốc và ớt bột Hàn Quốc, mỗi thứ 1 muỗng canh nha. Trộn đều hỗn hợp này lên. Vậy là mọi thứ mình đã chuẩn bị xong. Mình vào công đoạn chính để hoàn thành món ăn nha. Cho vào chảo 3 muỗng canh dầu. Cho hành tím nè. Tỏi băm. Và gừng vào xào lên cho thơm. Ớt cắt khoanh. Khi thấy dậy mùi thơm rồi đó các bạn cho thịt vào xào luôn nè. Nhớ tán thịt cho nó tơi ra. Và xào cho đến khi thịt nó săn như vậy là được rồi nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho nấm vào xào chung luôn. Trộn đều tất cả lên. Rồi mình cho hành tây, gốc hành lá,
đảo đều lên. Kế đến là hỗn hợp sốt vừa pha lúc nãy vào luôn. Tiếp theo là mình cho một cốc nước dùng từ xương. Nếu mà không có thì các bạn sử dụng nước lạnh cũng được ha. Khi thấy hỗn hợp nó sôi đều lên á, thì mình cho một muỗng canh rượu hoa tiêu vào để tạo thêm độ thơm cho món ăn. Nếu không có rượu hoa tiêu á, thì các bạn có thể dùng các loại rượu nấu ăn khác cũng được ha. Trộn đều lên và nếm thử. Với liều lượng gia vị này á, thì mình thấy đã vừa miệng. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh gia giảm một chút ít để phù hợp cho khẩu vị gia đình mình nhé. Cuối cùng mình cho hết đậu hũ vào. Lưu ý là chỉ lắc nhẹ chảo như thế này để đậu phân bố đều ra chứ không trộn nha các bạn. Cẩn thận một chút vì đậu rất mềm và dễ vỡ khi mà mình trộn mạnh. Và mình để sôi trong khoảng 2 phút cho đậu hũ ngấm sốt cùng gia vị. Mình pha nửa muỗng canh bột bắp cùng với 2 muỗng canh nước. Mình cho từ từ hỗn hợp bột vào để tạo độ sánh nhẹ cho nước sốt. Tiếp tục mình cũng lắc nhẹ chảo như vậy để bột tan vào nước sốt. Vậy là xong rồi. Bước cuối cùng là rắc đều hành lá lên mặt và mình tắt bếp luôn ha. Và mình rắc thêm một ít tiêu cho thơm nè. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món đậu hũ sốt Tứ Xuyên rồi đó. Tuy gia vị hơi nhiều một chút, nhưng làm rất nhanh. Chỉ trong 15 phút là có ngay thành phẩm thơm ngon rồi đó các bạn. Món ăn được kết hợp cùng nhiều gia vị tạo thơm và vị cay của gừng, của ớt rất kích thích vị giác. Màu đỏ của nước sốt vô cùng bắt mắt. Nhớ là món ăn này phải dùng nóng sốt mới ngon nha các bạn. Ăn với cơm trắng là nhất luôn. Nước sốt có độ sánh nhẹ như vậy nè. Hòa cùng mùi hương thơm nồng từ hỗn hợp gia vị, độ mặn ngọt vừa phải, vị ngọt của thịt băm, nấm hương, đậu hũ thì béo béo, kết hợp cùng vị cay, nóng của ớt, của gừng tạo nên hương vị rất riêng, rất đặc trưng của món ăn vùng Tứ Xuyên. Chúc các bạn thành công và cùng mình cảm nhận cái ngon của món này trong cái xe lạnh của mùa đông nhé. Nếu thích video nhớ nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nha. Bạn cũng có thể truy cập website cobabinhduong.com để xem nhiều món ngon dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong video lần sau nha.